Người có ba đặc điểm này: về già muốn nghèo cũng khó, số sướng không tránh được. Các cụ xưa đã dặn, tướng mạo sẽ không phải sinh ra là cố định, nó sẽ thay đổi tùy theo tâm thái của mỗi người. Có người khi sinh ra đã được hưởng hồng phúc, một đời được sung sướng, không muộn phiền. Nhưng mà cũng có những người lại phải xuôi ngược từ nhỏ, đến khi trưởng thành vẫn cứ đôn đáo tha phương. Mỗi một con người ta đều có một số mệnh khác nhau, và cách ứng phó trước cuộc đời của mỗi người cũng đều khác nhau. Tuy nhiên, một người nếu có ba đặc điểm sau đây, khi về già muốn nghèo cũng khó, số phận sung sướng muốn tránh cũng không được. 1. Người có ngoại hình tươi tắn, ánh mắt sáng. Một người có ngoại hình tươi tắn thì lúc nào cũng mang lại cái sự tích cực, thân thiện, vui vẻ cho tất cả mọi người xung quanh. Đôi mắt là một bộ phận cực kỳ quan trọng và đặc biệt nhất. Xét theo nhân tướng học, cái thần và nội tâm của một người chủ yếu sẽ được phản ánh qua ánh mắt của người đó. Có những điều sẽ được thể hiện trực tiếp thông qua ánh mắt. Dù có che đậy bằng bao nhiêu thứ hào nhoáng ở bên ngoài cũng chẳng có ích gì. Một đôi mắt đẹp sẽ mang lại sự thoải mái cho mọi người xung quanh. Một người nếu có nét mặt hiền hòa, tươi sáng thì khả năng vận khí sẽ càng tăng lên. Người mà như vậy sẽ hòa đồng và có nhiều mối quan hệ, mọi người chủ động kết thân. Thứ hai, có nụ cười lạc quan. Theo nhân tướng học, môi không chỉ là cơ quan xuất nạp mà còn là một cánh cửa của lưỡi. Thông qua tướng miệng, người ta dễ dàng phán đoán được phần nào về tính cách, sự nghiệp của người đó. Nó được xem là phương thức khẩu đức của ngôn ngữ, là khí chất của tính cách và là hệ số tham khảo quan trọng của ý chí. Một người muốn thay đổi tướng miệng để đón được vận may thì nên tu khẩu, ăn nói phải khiêm tốn, đừng bao giờ buông lời thị phi hay nói lời cay độc. Bên cạnh đó, người ta vẫn có một câu: người hay cười sẽ gặp nhiều may mắn. Thế cho nên, nếu muốn phúc khí thì trước tiên người này phải học cách suy nghĩ tích cực lên, lan tỏa những điều tích cực cho môi trường xung quanh. Nếu như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì nụ cười chính là mặt tiền của nó. Dù ở hoàn cảnh nào, nụ cười cũng có thể trở thành phương pháp hữu hiệu nhất để cải thiện tâm hồn ở bên trong. Người có nụ cười lạc quan sẽ tạo cho người đối diện cảm thấy ấm áp, thoải mái, tích cực, vui vẻ lên, khiến cho ai ai cũng muốn tới gần và làm thân với người đó. Những người lúc nào cũng mỉm cười sẽ có thái độ lạc quan, tích cực ở trong cuộc sống này. Khi gặp khó khăn, rắc rối, hãy dùng thái độ tích cực, lạc quan để đối mặt và tìm cách xử lý vấn đề. Thứ ba, cẩn trọng và khiêm tốn. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong lòng có thể không khiến tướng mạo thay đổi. Nhưng mà nhiều suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại nhiều thì sẽ ở lại dấu ấn trên vẻ bề ngoài mà một người sẽ thể hiện. Thế cho nên, người trong lòng cần giữ cái sự khiêm tốn và cẩn trọng thì thần thái của người đó sẽ có xu hướng ôn hòa, khiêm nhường. Dù là ai, phàm là người kiêu ngạo sẽ không có được sự thỏa mãn. Còn người biết khiêm nhường, nhìn nhận cái sai của bản thân sẽ biết cách bù đắp thiếu hụt của cá nhân. Nếu một người có những đặc điểm này thì tương lai
sẽ trở nên giàu có, phú quý đếm không hết. 1. Đam mê học tập. Một kiểu người mà lúc nào cũng duy trì, biết đam mê học tập, chính là duy trì sự tò mò về xã hội này và duy trì sự khao khát lúc nào cũng có thể chinh phục những điều mới. Họ không ngừng học hỏi những kiến thức mới, lúc nào cũng cố gắng nâng cao bản thân mình. Kiểu người có suy nghĩ sai lầm về việc học thì nên từ bỏ việc trau dồi thêm cho bản thân những kiến thức. Người khôn ngoan thì lại hiểu rõ mình cần cái gì, mình đang theo đuổi những điều gì. Thứ hai, hiểu rõ chính mình. Lão Tử xưa đã từng nói, hiểu người khác là thông minh, hiểu được chính mình mới là bậc thánh nhân. Những người khôn ngoan thực sự, thực ra được sự thật, hiểu ra một cái sự thật rằng hiểu được người khác không dễ, nhưng mà hiểu được chính bản thân mình còn quan trọng hơn nhiều. Chỉ những người hiểu đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó sẽ biết phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu, mới có thể vươn tới đỉnh cao trong cuộc đời. Cái việc mà tự nhận thức được bản thân có thể thay đổi liên tục. Những người không có khả năng tự nhận thức về bản thân thì cả đời của người đó sẽ phải cam chịu cuộc sống tầm thường. Họ thường không có suy nghĩ lại về những gì đã làm. Ngay cả sau khi thất bại, họ vẫn không nhận ra điều gì đã xảy ra, nguyên nhân là cái gì. Một người mà như thế sẽ không thể tiến bộ. Cuộc đời của họ sẽ chỉ rơi vào ngõ cụt. Thứ ba, tận hưởng khoảng thời gian ở một mình. Những người tài giỏi thì họ chẳng bao giờ sợ cô đơn. Những lúc ở một mình, họ sẽ biết làm những điều hay ho. Kiểu người này sẽ dùng thời gian để suy nghĩ thật kỹ mọi thứ, mọi vấn đề. Chính vì thế, họ sống cực kỳ khôn khéo. Họ không tham gia vào quá nhiều tình huống xã hội, tiếp xúc với nhiều người, cho nên họ không dính vào những thị phi. 4. Giỏi lắng nghe. Những người có chỉ số thông minh cao thì họ ghét tụ tập rồi ngồi lại bình luận về người khác, hoặc là đưa ra những nhận xét về người khác không chính xác. Đây là kiểu người luôn biết lắng nghe. Như vậy, cho nên họ mới được nhiều người quý mến, quý trọng. Thứ năm, có cái nhìn cởi mở, phóng khoáng. Một trong các dấu hiệu cho thấy bạn sẽ giàu chính là khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách cởi mở, khoáng đạt. Bạn không bị thành kiến che mắt và nhìn sự vật, sự việc ở các góc độ khác nhau. Nhờ đó, bạn hiểu được quan điểm của người khác, dù quan điểm này không trùng với mình cũng được. Biết người biết ta, hiểu thấu mọi sự, đương nhiên khả năng thành công sẽ rất cao. Ngoài ra, những người có phẩm chất trên là những người có khả năng phát hiện, đón nhận cái mới. Nhờ đó, họ rất dễ trở nên giàu có. Thứ sáu, không bỏ dở những gì đang làm. Nếu đã bắt đầu, bạn sẽ làm đến cùng, chứ không kiếm cớ bỏ dở. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ giàu có ở trong tương lai. Con đường kiếm tiền, lập nghiệp chẳng bao giờ là dễ. Không có dành cho những người làm việc gì cũng không đến đầu, đến đũa. Không có dốc sức, không có nỗ lực.